Nhiều nhóm tham gia đình công là nhân viên của các trường đại học trên khắp nước Anh và các nhà báo tại vùng England. Cuộc đình công của nhân viên đường sắt tại các nghiệp đoàn Aslife và Liên đoàn Đường sắt Hàng hải và Vận tải tại London khiến hoạt động của mạng lưới tàu điện ngầm London bị đình trệ. Một số cơ quan chính phủ và lực lượng biên phòng dự kiến cũng sẽ bị ảnh hưởng do khoảng 130.000 thành viên của nghiệp đoàn viên chức PCS tiến hành đình công. Trong khi đó, cuộc bãi công mới nhất của các giáo viên diễn ra trong 2 ngày, bắt đầu từ ngày 15 tháng 3, làm gián đoạn hoạt động của các trường tại Anh. Đại diện các nghiệp đoàn bày tỏ phản đối việc chính phủ không tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục hành động. Anh đối mặt với làn sóng đình công kéo dài từ năm ngoái, chủ yếu do khủng hoảng chi phí sinh hoạt khiến người lao động trong nhiều ngành nghề tiến hành đình công đòi tăng lương. Hiện tỷ lệ lạm phát của Anh vẫn ở mức trên 10%.